Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị 200g nấm rơm và 2 cái nấm đuôi gà. Ở đây mình có 2 củ cải đỏ và 1 ký củ sắn. Củ sắn dây. Ở đây thêm cần tàu ha. Giờ mình sẽ đi chuẩn bị trước cái phần nhân này, mình sẽ rửa sạch hết. Sẽ mình rửa mình bằm nhuyễn nha. Và cái món chính của nó là khoai mì. Ở đây mình khoai mì mình đã lột sẵn và chừng đang hấp nè. Khoai mì này mình sẽ hấp chín nha. Và phải luộc khoai mì bột thì nó mới ngon. Đó, chín rồi. Vậy là mình hấp cho nó chín và nó nở như vậy luôn nè. Cái này là nấm nấm rơm nè, mình sắc. Mình sắc rồi một lát nữa mình mới xào. Cái này bào hả? Bào cộng cộng đi, lát mình làm lại đi nha. Cũng sáng cũng bào luôn. Vậy là cái củ sắn này sau khi bào sợi như vậy xong rồi là mình sẽ bầm ra. Cái này là nấm, cây nấm đùi gà ha, mình sẽ sắc mỏng 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 ra. Khoai mì thì lấy cái cọng mì chính giữa ra. Nó phải còn đang nóng như vậy nè, quết á, nó dễ và nó dẻo. Còn nếu như mình để nguội á, quết nó bị cứng, nó không có dẻo. Dính vô tay, phẩm tay ăn thua. Nấm rơm vô. Như nấm rơm với nấm đùi gà mình cho vô trước. Xào sơ qua 3 phút thì tiếp theo sẽ cho củ sắn và củ cải đỏ bằm lúc nãy vô. Muối, mình nêm muối vào đây rồi và cho bột ngọt và muối ha. À, cái món này củ sắn ngọt rồi cho nên nó là mình sẽ cho 1,5 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê bột ngọt nha. Nêm cho lượng đi, vừa ăn thôi cái đó. Làm
Bây giờ mình sẽ cho thêm ít tiêu để cho nó góp cái phần thơm của cái phần nhân á. Cái này là cần tàu lúc nãy nè. Rồi, mình sẽ xào chín mới cho cái cần tàu đó vào nha. Vô trước đi. Cái này là bột năng. Bột năng thì mấy bạn dùng là 100g cho 2kg phe mì. Mình rải từ từ, rải từ từ vào mình quết. Mình không có rải một lần một, nó sẽ bị dính cục đó. Trong lúc mà phe mì còn đang rất là nóng, mình quết chung với bột như vậy là bột nó mới dẻo được và bột nó sẽ khô lại ha. 2kg này mình sử dụng 100g bột năng. Quết cái này là phải nặng tay dữ lắm, bởi vì phe mì nó khô hơn là phe lang. Cái này là phụ nữ làm á, làm ít ít thôi, này cũng hơi làm biến, làm nhiều nặng lắm, nặng tay dữ. Nhưng này sau khi xào chín rồi á, thì mình sẽ cho cái cần tàu vào để cho nó thơm và bột tiêu nha. Thơm ghê ha. Xào đến khi nào mà khô nước không còn nước nữa là được. Giờ mình xào vậy là giờ chỉ còn cái là mình nắng bột nữa là chiên. Quết vô hoặc là lấy cái tay đi mình nhồi như bột vậy đó, nhồi vô cục bột vậy đó, chế ít dầu vô. Mình chế ít dầu vô để mấy bạn chế thêm 2 muỗng canh dầu ăn vào đây nè. Rồi mình quết cho bột từ từ vào 100g đó. Và cuối cùng là sẽ có được cái phần bột dẻo như vậy luôn. Không ai lấy tay nè, bóc nhồi nhồi vậy nè đó, nhồi vậy nè nó cũng thành giống y hệt như cục bột vậy nè đó. Tay mình rửa sạch mình cứ nhồi vậy đi nè, nó thành cục bột đẹp ghê không đó, nó vậy đó nắng. Rồi cái mình là mình khéo tay mình ra đây mình nặng mình làm cái bánh. Bây giờ ở trong siêu thị người ta cũng có bán sẵn mấy cái khuôn á, mình sợ mình cuốn không có khéo thì mình sẽ dùng khuôn hoặc là mình cuốn bằng tay cũng được ha. Rất là nhiều cái mẫu khuôn nè. Ở đây ông Năm đã làm sẵn. Thì mình rửa tay thật sạch rồi mình cuốn những cái món bánh này thôi. Làm cái này mà bằng bao tay thì nó khó lắm. Đó, mình làm sơ ép, ép sơ sơ nhẹ lại đó, thôi. Lấy ra nè, nó dở lên. Rồi cái mình đem mình bóp 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 cái miệng này lại. Đó. Đừng ông làm cũng không mấy gì khéo thiệt nhưng mà nhờ cái khuôn. Đó. Bọn này mình nắn bằng tay nè, nó không khéo gì hết trơn. Muốn làm gì làm, bánh mà mình làm đủ màu, đủ sắc, đủ kiểu cho nó chịu khó một chút mình mần đẹp ra không. Cái khuôn này là khuôn trái tim khác cái khuôn mới nãy. Trước khi muốn làm cho nó dễ lấy thì mấy bạn tha một miếng dầu ăn vào đây ha. Rồi mình sẽ để cái phần bột mình lên. Vô đây một chút nha. Như bánh trung thu gì. Nhưng một bên thôi. Một bên à, chứ hai bên là không được. Nhưng một bên thôi. Đó, đấy. Cho nó dung dung lên. Bị chỗ này nó là có hơi hủng hủng nè. Ép lại. Cũng như nhận sơ sơ thôi, nhận quá chắc. Cái này làm không mấy gì khéo tay. Đó, bây giờ cứ nó đẹp một tí nữa. Đó, thấy không? Bánh này. Đấy, mình muốn trái tim thì có cái bánh trái tim. Còn ở đây là cái bánh xếp. Khuôn bánh xếp. Còn nếu như mà mình cuốn bằng tay thì dĩ nhiên là nó không có được khéo như mấy bạn. Ở đây mình cuốn bằng tay nè, nó không mấy gì khéo bởi vì nó không có mịn mà dẻo như cái bột của phai mì của mình được, bởi vì đây là phai mì mình quết ha. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục làm hết cái phần này luôn.
Wow, bây giờ mình đã hoàn thành rồi. Một cái 10.000 nha. Cái bánh này là bánh kêu được tên gọi là bánh gì vậy bà Năm ơi? Bánh bạch tê chay. Đây, wow đó. Nhưng nó vừa mềm mà nó lại vừa ngon. Cái da cái mì béo không? Thơm hơn cái bột. Bột nó mềm mà nó xốp. Tại mình làm bằng phải mì. Rồi, nó ngon hơn luôn. Cái bột mì. Cắn một miếng cho nó giòn đi. Ngon, vừa thơm tiêu, vừa thơm ngọt. Mùi vị nó thật là ngon, đậm đà. Vừa ngọt, vừa thơm. Bê nó thấy nữa còn thấy. Đó, thấy không? Bên ngoài nó giòn, ở trong thì nó mềm. Ngon quá. Ngon. Bánh pate chiên mà món chay nha. Đây là ăn mình ăn tương được đó. Tương được con. Bột nó vừa mềm, vừa dẻo. Nó không có cứng như bột mì không, cái này bằng bột mì cũ. Cái mì cũ nó ngon, chiên ngon. Lúc mình quết nó hơi cực chút xíu. 10.000 mãi vô. cái này á, nó không gói không có được khéo lắm. Cái trái tim á thì còn được